Trời. Bên đơn phương bên chưa có mối tình nào hết. Hôn cô gái nào chưa? Dạ có không? Ủa đơn phương sao hôn được ta? Hôn qua anh Đặng vậy. Ta không có mảnh hả? Mời bạn nam. Rồi chào em. Ngồi đi em. Và xin mời bạn nữ. Cao cứng. Rồi mời bạn giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, dạ, chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Ngọc Chẩn, năm nay em 32 tuổi, đến từ An Giang. Công việc em là nhân viên bán hàng của công ty tài chính. Quyền nào? Dạ Quyền Châu Phú. Về An Giang, dạ, đi qua Giang. Long Xuyên. Đi qua Long Xuyên ạ. Rồi. Rồi xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ em tên Lê Thị Trúc Đào, năm nay em 25 tuổi, em cũng quê ở An Giang. Hiện nay em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty mỹ phẩm ở Sài Gòn ạ. Huyện nào em? Dạ em ở huyện An Phú ạ. Có gần không? Cách nhau khoảng hơn 40 cây ạ. Rồi bây giờ mời bạn nam mình sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Dạ khuyết điểm là em dễ nóng giận với những lý do không đâu vào đâu. Trời đất ơi, tự nhiên có chuyện gì cũng nóng giận hả? Dạ đúng ạ, khi đi em vấp phải đá hay là gì đó em cũng giận. Và có khi em chửi xung quanh rồi. Chửi ai? Là chửi động đúng không? Dạ chửi động đúng rồi, vậy chị Thư nó đúng. Dạ. Nắng mưa bất thường luôn hả? Dạ không, không tới nổi vậy. Mình biết nhậu không ha? Biết chút chút à. Rồi, rồi Đào, em nói về ưu điểm với khuyết điểm của bản thân dạ, nè. Ưu điểm em thì hòa đồng, dễ nói chuyện chị, cũng vui vẻ. Khuyết điểm em cũng hơi nóng tính như bạn nam vậy. Với lại tính em hơi ngang. Dạ, giống như là mạnh mẽ quá, giống như đàn ông á. Nam tính đó. Ví dụ khi mà gặp một cái tình huống gì em xử lý mà em nghĩ đó là em đàn ông. Công việc sale mà phải giao hàng á. Thì thường thường mấy bạn nữ hay là nhờ đồng nghiệp nam giao hàng giùm. Nhưng mà không, em là tự làm được là em làm hết á. Chắc do nam tính quá nên mọi người không yêu nên tới ế vẫn giờ á. tròn dễ thương. Dễ thương nhưng mà được mấy mối tình rồi Nam Thư? Dạ cái này em thì mối tình chính thức thì em chưa có. Có hôn nay chưa? Dạ chưa. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Trời ơi. Còn em trai? Dạ em có hai mối tình, nhưng nghĩ là mối tình đơn phương nè. Cũng đơn phương luôn hả? Dạ. Tức là mình yêu người ta, mình không có nói. Dạ có, em có nói là bạn đến khi đến thời điểm em thổ lộ thì bạn đó đã nói có bạn trai rồi. Hay là em nói trễ quá? Dạ cũng có thể. Sao yêu đơn phương không hả? Chào Chẩn. Dạ chào chị Thư. Mặt thấy thương quá. Ý, đợi xíu. Anh lính quá đây nhìn nè. Cái gì? Qua đây. Hả? Qua đây. Có gì lạ lắm hả? Sao? Giống lắm. Dạ anh chào Linh. Cũng múp míp như nhau. Dễ thương, giống dễ thương như nhau. Tròn tròn như nhau. Trước giờ yêu đơn phương không hả? Dạ. Trời. Bên đơn phương, bên chưa có mối tình nào hết. Có nắm tay ai chưa? Dạ có. Có hôn cô gái nào chưa? Dạ có không. Ủa đơn phương sao hôn được ta? Hôn qua anh Cảnh vậy. À không có mảnh hả? Hey, cái vụ lạ nha. Hùng ảnh là sao? Tức là mình tức lấy là hùng... bạn nữ không cho hôn thì mình cầm tấm hình bạn nữ hùng cho đỡ. Trời ơi tội nghiệp không? Thôi tội nghiệp dữ dễ vậy trời. Dễ thương quá. Thấy thương quá à. Em nãy em nói sinh năm mấy chị quên rồi. Dạ 1987. Bên này 94. Sao bấm ra không? Có thích coi bói không? Dạ. 87 là mạng quả đúng không? 94 dạ. Là mạng gì ta? Quả luôn. Dạ. Bên kia là Lưu Trung Quả, còn bên em là cái gì quả? Sơn Dầu Quả. Dạ chị Thư ơi. Ơi. Cho em chính chút, em là Quả Trung Kim à. Lưu Trung Quả chứ, 87 là Lưu Trung Quả. Quả Quả Sơn. Quả Quả Sơn. Kỳ mới qua coi phim quên. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè. Hai đứa dễ thương lắm á. Theo em á thì cái người trong mộng của em, em hình dung nó sẽ như thế nào? Cao trên 1m6. Hơi gần á. Trên. Đẹp trai thì không cần đẹp trai lắm nhưng mà là người của gia đình. Em này là gia đình rồi đó, rất là hiền lành luôn. Bảo đảm ngày nào cũng lấy hình em ra hôn. Em có hình em đưa mượn hôn cái. Có người thì không người hôn hình chi anh. À có người không người hả? Dạ. Bây giờ Chẩn là ở dưới quê, làm dưới quê, em làm Sài Gòn. Ví dụ như hai đứa tiến tới nhau mà được đi, rồi em có chịu về quê không? Cùng quê thì chắc cũng về quê được đó chị. Cùng quê mắc mớ gì cũng về quê. Bây giờ em muốn tìm bạn gái thế nào nè? Dạ bạn gái phải hiền, biết chăm lo gia đình. Bên kia hiền khô à? Dạ.
bạn gái cao trên 1m55 là được rồi. Xong, em không thích điều gì ở phụ nữ? Giống như là thoáng trong các mối quan hệ của em là được. À, tức là đừng quản lý chặt chẽ các mối quan hệ. Vậy quản lý tiền bạc thì sao? Cái đó thì không vấn đề chị. À, chà chà chà, đem lên quà tặng là thấy kèo thơm rồi đó. Được rồi đó, ổn rồi đó. Bên đàn trai ta tiết kiệm lâu lắm, mới bỏ ống tuần trước á. Dễ thương, hiền. Được rồi. Nhìn rất là chân thật. Hôm nay chẩn đi với ai? Hai người anh họ và một chị dâu ạ. Rồi xin mời đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi nào. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào các anh chị trong vòng quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Tam, anh họ của bạn chẩn. Theo anh nhận xét là bạn gái bên này là cũng được và cũng hợp với em. Anh mong là hai đứa em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến bên bờ hạnh phúc. Xin hết. Đào. Dạ. Hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em tới với hai dì của em ạ. À, kính chào anh Quyền Linh với Nam Thư. Dạ. Với quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Cháu này cũng được, dễ thương, cũng hiền hậu. Thì bên đây cháu tôi nó cũng tự xưa và nó cũng hiền vậy đó, đi làm thông suốt vậy. Vậy thôi chứ không có biết đi chơi hay là như này kia bé. Nên là dì cũng mong nếu mà được hai đứa cũng cho nhau một cơ hội để tìm tới bến bờ hạnh phúc. Dạ. Rồi cảm ơn dì. Xin cảm ơn. Cho mình kéo rào. Tấn công liền người trận. Bắt đầu đi. Hôm nay có món quà tặng. À, em cũng có một món quà em tặng anh. Cái này thì cũng không có sang trọng gì, cái này là do tự tay em làm. Thì cái này là móc khóa hình cỏ ba lá, thì em hy vọng anh có được niềm tin, hạnh phúc và cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương hơn anh tưởng nhiều. Em cũng thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Nói chuyện cũng có duyên. Em là người đầu tiên khen anh vậy đó. Thì anh là kinh doanh mà phải có nói chuyện có duyên thì khách hàng mới mua hàng chứ. Anh có công việc mà anh có tự dưng anh mất tích 1-2 tuần không? Anh không có thông báo gì với em hết không? Không, số điện thoại anh là liên lạc thông suốt 24/24 rồi. Dạ, tại vì hồi trước thì cũng có tìm hiểu thì anh đó em tìm hiểu cũng 1-2 tháng gì đó, nhưng mà ảnh lại tự động anh mất tích 1-2 tuần vậy đó, anh không liên lạc với em. Em cũng gọi lại nhưng mà tính em ngang với nóng quá cho nên là em gọi lại không được, là em kéo vô sách đen hết. Cái đó là do trường hợp là điện thoại anh hết pin hoặc điện thoại bị hư nên không liên lạc được thôi, chứ điện thoại anh sẽ liên lạc được thường xuyên. Dạ. Em không thích ví dụ mà ghen bậy bạ. Cái nghề kinh doanh mà anh cũng biết rồi, thì mình tiếp xúc nhiều người, mà trong đó thì khách hàng mình cũng đủ loại, có nam có nữ. Thì khi mà mình tiếp xúc khách hàng thì mình cũng phải nói chuyện ngọt ngào với khách hàng. Mà khi đó mà nếu như mà bên nam mà ghen tuông bậy bạ thì cái đó cũng ảnh hưởng đến tình cảm rất là nhiều. Em không thích cái vấn đề đó. Thì công việc của anh cũng tương tự như em nên anh cũng có rất hiểu vấn đề đó nên em yên tâm. Chẩn là con một đúng không? Dạ. Ở chắc chắn phải ở với Chẩn với ba mẹ đúng không? Vậy là cũng là mình phải làm dâu đúng không Đào? Em có ngại vấn đề đó không cưng? Gặp được mẹ chồng tốt thì ok. Yên tâm, mẹ anh rất là thương con nhau. Làm dâu anh nghĩ rằng thời buổi hiện đại này nó giống như tấm gương thôi. Mình soi mình sao thì ngoài nó như vậy thôi à. Em ở nhà mấy người? Nói cho bạn biết đi. Dạ, nhà có ba mẹ và em. Rồi bây giờ thế này nè, hai đứa nhìn nhau khoảng 30 giây để xem trái tim có rung động hay không. Nhìn đi nào. Cười mỉm chi cọp cái coi. Thấy bạn gái cười sao? Bạn gái cười dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Em thấy trong tim mình nó có đập khác thường không? Nó khác lắm. Hồi đó giờ em có gặp một cô gái nào như thế này chưa? Dạ chưa. Hy vọng là sau bữa nay về là không cần ôm hình ai hung nữa, hiểu không? Người thật việc thật luôn nha. Bây giờ là tới cái thời khắc quan trọng. Bây giờ các bạn để tay mình nút bấm đi.
kiểm tra lại xem nhịp tim mình thế nào, có cùng chung gì đập hay không. Ba, hai, một. Hết thời gian. Ôi ơi. Lần thẳng quá vậy. Đây. Nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ nè, là giờ phút không có hung qua ảnh nữa. Người thật, việc thật. Sao kinh nghiệm mình hung qua ảnh, mình hung sao vậy, mình làm y chang vậy á. Hung qua ảnh sao, thí dụ tấm ảnh hung qua sao. Tấm ảnh vậy á. Thí dụ tấm ảnh nè. Mỗi lần em hung qua ảnh hung sao? Không có người, không có. Không có người á. Hung đi. Từ từ. Sao? Sao em sao Đào? Dạ. Từ từ, để nguyên, hung đầu tiên đó, để nguyên. Hít vô, hít vô. Hít vô. Hít. Hít mạnh vô. Hít hai hai luôn. Đào thấy sao Đào? Dạ em ngại quá. Hai đứa ôm chặt nhau cái nào. Ôm vô. Chặt vô, ôm chặt đi. Vô. Ông ôm em nhìn Đào chứ ông nhìn tôi chi? Ông trận này. Chặt vô, ôm chặt vô. Đừng ngại lắm. Để nguyên, để nguyên. Cảm ơn các bạn. Dễ thương quá à. Hai đứa mà nó hiền dễ sợ luôn. Nữa dám không biết đẻ sao nữa lắm à. Đây là chiếc vé xem phim.